Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách lưu một tập tin, lưu văn bản, lưu tập tin văn bản trên Microsoft Word, mở văn bản, đóng văn bản và tạo văn bản mới. Trên Microsoft Word các em cần phải biết những chức năng này, đặc biệt những chức năng này là những chức năng cơ bản. Chúng ta bắt đầu vô hành. Muốn mở một văn bản, muốn lưu một văn bản mới thì các em mở Word lên. Sau đó các em chọn vào file save. Rồi các em quan tâm chữ file name. File name là đặt tên cho văn bản. Rồi sau đó các em kéo cái hình trượt lên, hình trượt xuống, chọn đường dẫn nơi lưu. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em, thầy lưu trên desktop nếu mà đề bài yêu cầu lưu trong ổ đĩa thì các em vô ổ đĩa, ví dụ máy của thầy là disk PC. Thầy disk PC thì trên Windows 7 thì cũng cái tên khác. Trên Windows 7 thì disk PC, trên Windows 7 là máy computer, còn trên Windows 10 thì tên là disk PC. Ở đây là thầy sẽ lưu trên ổ đĩa đi cho tụi em nhớ. Dù đề bài yêu cầu lưu ở ổ đĩa nào thì các em có ổ đĩa đó, trên ổ đĩa trên máy tính. Rồi ví dụ như thầy lưu ở ổ đĩa đen, đặt tên là bài tập 1. Đừng có dấu. Bài yêu cầu tên gì thì các em lưu tên đó, đặt tên đó trong một file name. Các em chọn save để lưu. Lưu xong rồi các em kiểm tra là nó có chưa. Các em vào ổ đĩa hoặc là gõ chữ disk PC. Máy có thể trên Windows 10 thì vô disk PC kiểm tra. Nãy chúng ta lưu ở ổ đĩa D. Rồi chúng ta vô ổ đĩa D. Nãy bài tập 1 lưu tên với bài tập 1. Các em bấm chuột trái double click vô kiểm tra coi có thông tin chưa. Vậy là đặt tên đúng chưa. Coi như xong phần lưu văn bản. Đến phần mở văn bản. Trước khi mở văn bản thì các em mở Word lên. Đây, thầy làm lại cho tụi em coi. Em mở Word, Microsoft Word. Rồi sau đó các em vô file open. Thầy làm lại cho các em xem nha, vô file open. Rồi kéo cái hình chụp, kéo lên kéo xuống, vô disk PC. Này bài thì chúng ta lần trước là lưu file ở ổ đĩa D. Chúng ta vô ổ đĩa D, sau đó chúng ta chọn cái đọc một mình. Đây là cách mở văn bản, mở văn bản trên Word 2010, lưu văn bản. Đóng văn bản thì chúng ta có hai cách đóng văn bản thông dụng. Các em tắt chữ X này nó cũng mất, hoặc là chúng em, hoặc các em vô chữ file hay sheet. Đây thầy tắt cho tụi em coi. Nó hỏi mình có lưu cái bài tập này không. Nếu các em muốn lưu thì các em chọn save. Bây giờ nó đã tắt, nó đã tắt bỏ. Một trong hai cách, các em chọn cách nào cũng được cả. Rồi, vô
file nè, do bên nè, mở lại cái file mà lưu bài tập. Đó, chúng ta kéo cái thanh trực xuống cho bài tập. Hồi nãy thầy hướng dẫn cho các em lưu thoát cái văn bản trên Microsoft Word 2010. Nãy chúng ta đã thoát trên Exit, vô file Exit tắt rồi. Thì bây giờ thầy chỉ thêm một cách nữa, đó là chúng các em nhìn trên cùng có chữ X, nó hiện chữ Cloud, chúng ta bấm vô nó sẽ tắt cái văn bản đó. Đó là một trong hai cách mà các em cần phải nhớ. Rồi giờ thầy hướng dẫn cho các em tạo văn bản mới. Có hai cách tạo văn bản mới. Em có thể dùng tổ phím tắt là Ctrl N cảm phím N tạo văn bản mới trên Word 2010. Nào, thầy cho em coi nha. Tắt cái này đi. Rồi, Ctrl N. Tay trái nhấn phím Ctrl, tay phải đè xuống, đè phím Ctrl xuống, tay phải nhấn chữ N là nó ra một văn bản mới, tạo một văn bản mới. Ngoài cách tạo văn bản mới thì các em có thể vô file nè, vô new, rồi chọn blend document, thì nó cũng ra cách tạo văn bản mới trong trong Word 2010. Rồi, ngoài cái cách là lưu văn bản trên, chúng ta còn có cách lưu văn bản cách thứ hai là nhấn Ctrl S, các em nhìn theo cái phím mũi tên, bấm vô lại là lưu, nó cũng hiện ra. Cách nào cũng đúng cả, thầy chỉ nhiều cách, tụi em thực hiện cách nào cũng được. Cảm ơn các em đã theo dõi video của thầy. Các em thấy hay, like và share.